Khai phá và sáng tạo là những tiêu chí bình chọn hàng đầu của giải thưởng âm nhạc cống hiến năm 2019. Một trong số những cái tên đem lại sự trải nghiệm mới mẻ cho khán giả trong năm vừa qua chính là ca sĩ nhạc sĩ Bùi Lan Hương với dòng nhạc khác biệt Dream Pop. Nhận đề cử trong hai hạng mục nghệ sĩ mới của năm và album của năm, Lan Hương đã may mắn được vinh danh ở giải thưởng nghệ sĩ mới của năm. Với một cái dòng nhạc không phổ biến và khá kén người nghe như vậy mà đã được đề cử, đây là một niềm động viên rất là lớn đối với một nghệ sĩ trẻ như là mình. Giải thưởng âm nhạc cống hiến năm nay ghi nhận sự áp đảo của các nghệ sĩ trẻ, trong đó phải kể đến thành công của Top Tiên với giải thưởng, bài hát của năm, music video của năm thuộc về MV Bùa Yêu của Bích Phương, Tiền Cookie là nhà sản xuất của năm, Vũ Cát Tường, nhạc sĩ của năm và ca sĩ của năm thuộc về Đông Nhi. Đây là một năm rất là đặc biệt khi mà sản phẩm âm nhạc của Phương nhận được cái sự ủng hộ của khán giả cũng như là nhận được cái sự công nhận của hội đồng bình chọn, thì Phương cảm thấy đây là một may mắn rất là lớn của mình. Cho những người nghệ sĩ như Tiên thêm niềm tin, thêm niềm tin vào cái con đường mà mình đang đi, vào cái âm nhạc mà mình đang chọn, mà vào cái thể loại âm nhạc và tư duy âm nhạc mà mình đang cống hiến cho khán giả. Sự mới mẻ không chỉ đến từ những gương mặt trẻ mà ngay cả các nghệ sĩ tên tuổi cũng tìm tòi thay đổi phong cách của mình để đem đến những sản phẩm âm nhạc hấp dẫn hơn. Với cú đúc giải thưởng, chuỗi chương trình và chương trình của năm của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một minh chứng, hay như sản phẩm chat với Moza của ca sĩ Mỹ Linh đã đạt giải thưởng album của năm. Đối với những tác phẩm mà nó đã thu hút triệu view trên internet hoặc là được rất nhiều công chúng yêu mến và dành sự quan tâm, thì tôi nghĩ rằng là điều đó là hoàn toàn đáng khích lệ, và tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo tiền đề cho những năm sau chúng ta sẽ có thêm rất nhiều những màu sắc âm nhạc như vậy cùng tề tựu. Lễ trao giải khép lại với niềm vui của các nghệ sĩ và sự hài lòng của khán giả vì những cái tên xứng đáng đã được tôn vinh trong năm nay. Giải thưởng âm nhạc cống hiến là giải thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam, được các nhà báo, phóng viên tên tuổi trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trực tiếp bầu chọn.